Vì sao Hoàng đế Quang Trung 3 lần chọn đất lập đô? Ba lần chọn đất lập đô. Lần đầu vào tháng 4 năm Mậu Thân năm 1788, khi Nguyễn Huệ kéo kỵ binh thần tốc ra Bắc để trừng trị Vũ Văn Nhậm, đã dừng quân để nhờ La Sơn Phu Tử giúp coi địa lý để định lập đô ở đất quê quán mình là xứ Nghệ An. Nhưng một tháng sau, khi xong việc, Nguyễn Huệ từ Thăng Long quay về vẫn chưa thấy La Sơn Phu Tử xem đất cho, nên Nguyễn Huệ đã tự tay viết một bức thư bằng mực son tàu trách: trước đây đã nhờ Phu Tử về Nghệ An để coi đất đóng đô, sao tới nay ta quay về thấy việc đó vẫn chưa làm. Vì thế ta phải thẳng về Phú Xuân để binh sĩ dưỡng sức và viết chiếu này ban xuống để Phu Tử hãy cùng với quan trấn Thủ Thận bàn bạc xem xét đất đai để đóng đô tại Phú Thạch, trên bờ sông Lam, dưới chân núi Nghĩa Liệt. Hành cung đã dựng dựa lưng vào sát núi. Cuộc đất được chọn tùy nơi Phu Tử dùng con mắt tinh tường mà sớm định. Hãy mau mau chọn gấp, giao cho trấn Thủ Thận xây dựng cung điện thật nhanh, sao cho trong vòng 3 tháng phải xong. Nhận thư, La Sơn Phu Tử viện dẫn địa thế ở Phủ Thạch vừa hẹp vừa không hợp phong thủy. Nguyễn Huệ lại cho chiếu gửi trả lời đại ý tiếp nhận những ý kiến của La Sơn Phu Tử, không lấy Phủ Thạch làm đất đóng đô nữa, nhưng vẫn giữ ý định dứt khoát chọn đặt kinh đô tại Nghệ An và nhờ La Sơn Phu Tử chọn đất khác. Nay kinh thành Phú Xuân địa thế cách trở, lại ở xa Bắc Hà nên rất khó xử lý công việc. Chính vì thế, các đình thần có quyết định rằng đóng đô ở Nghệ An thì sẽ khống chế được thế lực trong Nam ngoài Bắc, và lại những người bốn phương có việc gì cần kíp kêu kiện cũng tiện việc đi lại. Nhiều lần ta đã nhờ tiên sinh xem đất, tìm những chỗ núi non, kết phải ở đất Nghệ An mà tiên sinh đã từng chú tâm xem xét địa thế, nhưng lâu nay vẫn chưa thấy trả lời. Ta đã từng mở xem địa đồ hình thể vùng Nghệ An, thấy ở huyện Chân Lộc, xã Yên Trường, đất đai rộng rãi, thông thoáng, khí sắc tươi nhuần, xem ra có thể chọn nơi đây làm nơi xây kinh đô mới. Tiên sinh gắng suy nghĩ giúp cho việc ấy. Đó là chiếu vào ngày 3 tháng 9 năm Mậu Thân năm 1788, tỏ rõ mong muốn được La Sơn Phu Tử coi đất lập đô, nhưng La Sơn Phu Tử vẫn tìm cách trì hoãn. Đó là lần thứ hai La Sơn Phu Tử ngầm ý từ chối cuộc đất mà Nguyễn Huệ đề nghị xây kinh đô. Nhưng đến lần thứ ba thì La Sơn Phu Tử đồng ý với địa điểm mới là Phượng Hoàng. Ngày nay khoảng giữa núi Quyết và núi Mèo còn thấy dấu tích của một thành cũ gần hình tam giác. Dấu thành Hào Đường còn rõ, nhất là trong bức ảnh chụp từ cao. Cửa tiền ở phía nam, núi Mèo, núi Kỳ Lân làm nền cho đồn gác. Thành phía nam chắp vào núi ấy, mặt đông bắc lấy núi Quyết, Phượng Hoàng làm thành. Ở giữa thành, còn dấu thành và nền nhà, nhất là có nền cao 3 bậc ở phần bắc, mà ngày sau đời Nguyễn dùng làm nền xã tắc. Chắc đó là chỗ Quang Trung ngự triều trong khi tạm nghỉ ở Nghệ An. Tuy gọi là Trung Đô, nhưng thành Phượng Hoàng nhỏ, thành nam chỉ dài khoảng chừng 300m, bức thành tây dài 450m, và cái nền cao thì ngang dọc cũng chỉ có chừng 20m mà thôi. Ấy vì Quang Trung mất sớm, chưa kịp đổi hành cung ra cung điện, về sau kinh đô của Quang Toản vẫn ở Phú Xuân. Những trích dẫn trên nằm trong cuốn sách giá trị La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp của giáo sư Hoàng Xuân Hãn, với lời tóm lược về 3 lần chọn chỗ đóng đô, lần đầu ở núi Lam Thành Sơn, lần thứ hai ở Yên Trường cách Lam Thành Sơn chừng 10 cây số ở phía bắc, lần thứ ba ở Dũng Quyết cách Yên Trường chừng 2 cây số ở phía đông nam và cách Lam Thành Sơn chừng 8 cây số. Phong thủy Phượng Hoàng Trung Đô. Cuối năm 2011, hội thảo về Phượng Hoàng Trung Đô mở tại thành phố Vinh, Nghệ An. Nhà khảo cổ học và nghiên cứu phong thủy Lão Thành Đỗ Đình Chuật được mời từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vinh để tham dự, và ông đã viết một tham luận về đề cập đến phong thủy của Phượng Hoàng Trung Đô trích dưới đây. Thị trấn Thanh Nghệ xưa kia chỉ là một cuốc đất từ sông Mã chạy xuống Nam, đến hết sông Lam là cuộc đất rất thịnh, dễ sinh ra những vị anh hùng cho đất nước. Căn cứ vào tấu thư của Cao Biền đời Đường và Hoàng Phúc cố truyện của đời Minh thì hai nhân vật này tuy sống ở thời đại khác nhau nhưng cùng chung một ý đồ, di yểm trời đất sông núi Việt Nam. May thay, Lê Lợi đã bắt được tướng Hoàng Phúc, thấy trong hành trang của Hoàng Phúc có cả bản đồ của đất Nghệ Tĩnh và tài liệu về việc Hoàng Phúc đã dựng 5 ngọn cờ ở đất Hà Tĩnh cách núi Quyết độ 10 km để yểm trừ vùng đất thiêng này, gọi là cờ năm yểm. Và Hoàng Phúc dự kiến đến khoảng thiên niên kỷ thứ 3 thì vùng này sẽ là trung tâm chống Bắc Triều.
Nguyễn Thiếp giỏi về dịch học và khoa phong thủy đã dày công đọc hết những tài liệu đó và đi thăm dò thực hư. Quả nhiên là tổ sơn của vùng này xuất phát từ khe Bò Đáy, nằm trong 99 ngọn núi Hồng Lĩnh Sơn và được mạch khí chạy lòng vòng xuống núi Quyết rồi lại về tổ sơn, làm cho núi Quyết trở thành âm phù dương trợ, quần phong tụ khí nên vô cùng đắc địa, do đó mới có tên là núi Phượng Hoàng. Vì ta đứng bên trên dòng sông Lam quay mặt ra bể thì mới thấy bên tả Thăng Long là con rồng xanh, sông Lam, bên hữu là Bạch Hổ, có dãy núi của Hà Tĩnh, cũng đưa khí về núi Quyết. Còn ở mặt trước phía đông núi Quyết là Chu Tước, vật báo hiệu Minh Đường rất phát triển, và phía sau là Huyền Vũ, sao của người giữ nhà, giữ cửa, giữ nước làm hậu phương. Sau khi có chiếu chỉ của vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã đi giả soát lại thì thấy Phượng Hoàng Trung Đô là nơi đắc địa hiếm có trong trời đất. Điểm này ông hoàn toàn nhất trí với tướng Hoàng Phúc, nhà Minh bạo tàn. Vì vậy, ông và Trần Quang Diệu quyết tâm để lăng mộ của chủ tướng Minh ở đây là hợp lý, và việc xây cất trở thành việc làm vô cùng bí mật. Đứng bên ngoài mà nhìn việc xây thành đắp lũy, bên trong thì ngấm ngầm làm việc trọng đại ấy. Tôi cũng đi giả soát lại lần nữa với hai đồng nghiệp là nhà nghiên cứu Nguyễn Thiện Đức và nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tâm, thì thấy Nguyễn Thiếp miêu tả cảnh quan phong thủy của cuộc đất Phượng Hoàng như thế là rất đúng, nên đều nhất trí là di mộ của vua Quang Trung có khả năng để ở đây. Qua phân tích và nhận định của giáo sư Hoàng Xuân Hãn, cụ Đỗ Đình Chuật và các tài liệu lịch sử khác như Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, Hoàng Lê Nhất Thống Chí cho chúng ta biết Phượng Hoàng Trung Đô đã được bắt tay xây dựng ở khoảng giữa núi Mèo và núi Quyết, với lầu ba gác tầng có bố trí đồn binh bảo vệ vòng quanh đó. Xa xa về phía núi có kho lúa dự trữ, dấu tích của thành và các đường hào đến thế kỷ 20 vẫn còn khá rõ. Các nhà nghiên cứu kết luận địa thế của thành rất dễ giữ vì phía trước có con sông Cồn Mộc và sông Lam, phía bên có núi Quyết, vốn là hào và thiên nhiên kể cận để che chắn bảo bọc. Tiếc rằng vua Quang Trung mất sớm nên việc xây dựng cung điện nguy nga để định đô ở Nghệ An chưa kịp hoàn thành. Vậy là cuộc đất tuy đại lợi về mặt phong thủy nhưng giống như con Phượng Hoàng đang bất ngờ lâm bệnh nên không đủ sức khỏe để cất cánh bay cao khỏi số mệnh nghiệt ngã của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!